con người đang làm gì. Ôi cá sặc, mấy bà cá sặc vừa nãy giờ còn sống nữa. Cũng đang bắt con cá bự, trong đây có một con cá bự rơi đó mọi người. Đó, thấy chưa, nó ụt đó mọi người, sao ghét dữ vậy. Tiếp mục bắt cá trong chậu nha mọi người, mình sẽ bắt cá trong chậu. Ủa sao có con gì, cá sặc con gì. Lại lại lên, lại lên, nó sẽ chóng mặt đó mọi người. Nó sẽ chóng mặt mình, nó sẽ nổi đầu lên, mình sẽ bắt nó. Bông bông bang bang lên lên chân dạng con gì. Không à. Trời, chắc không phải đi tắm nữa quá. Mò bắt đi, trời ơi. Mình phải đãi cho nó nổi đầu lên chứ, mình bắt lên đó là thấy quá tầm thường mọi người, không có gì để coi đúng không? Mình phải đãi lên gì? Mình đãi lên thì nó sẽ lên đầu nó thì mình sẽ bắt nó. Mọi người một tiếng 30 phút sau thì mọi người coi tiếp nha. Giờ thôi bắt đại đi. Đau quá. Đây, cá lau kiến. Mình để trong đây thì cho nó chùi cái chậu của mình đó mọi người. Bây giờ thì nó chùi sạch rồi, bây giờ mình đem ra mình mặn thịt. Đó một con. Con này bự hơn nè mọi người. Sao nó xấu quá vậy? Nghe cá. Xin đợi mình nghe cá. Đúng cá lau kiến luôn, xấu quá. Không phải cá xấu đâu bà nội, cá lau kiến thôi, tại nó như vậy á. Nhưng mà rất là ngon nha mọi người. Mọi người tin Yến đi, Yến sẽ làm một món thiệt là ngon cho mọi người xem nha. Xin lỗi mày cá ơi. Yên nghỉ đây. Thành trái tim, sắp thành trái tim đi cho đẹp. Mà không được rồi, thôi bỏ đi. Bỏ xả vô. Giờ mình sẽ bỏ này vô. Xả vô trước, mà bây giờ mình bỏ xả vô trước thì sẽ cho nó nằm lên đỡ khét không mọi người. Yến sẽ bỏ cá vô đây, là cá lau kiến, gọi là gì ta, tình nhân, món cá lau kiến tình nhân hấp trong bầu mật ong. Cảm ơn chị. Mình sẽ đỡ trong bầu theo kiểu hoàng quý tộc nha mọi người, sự quý tộc. Tưới lên con. Theo kiểu hoàng cung nha mọi người. Hai đây. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đậy nắp lại. Chờ đợi. Chị ăn cái đầu kiến bao giờ chưa? Chưa, lần đầu.
lần đầu nghe thấy món này luôn. Thử hồi em sẽ làm gì ăn thử coi như thế nào, xem lần đầu hay là lần đầu cũng như lần cuối hay là sao. Em ăn món này chưa? Em ăn được mấy lần rồi nhưng mà cái món này là lần đầu tiên em nấu luôn á chị. Em chỉ ăn thôi, còn cái việc nấu là bây giờ em mới nấu. À, cái với lại nấu thường thường là ăn nướng á mọi người. Nướng, nướng ớt, nướng gì đó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thử hấp đông bóng coi như nào. Mình ăn thử thì món lạ lạ thôi. Rồi nhóc này thì chút xíu nữa Yến sẽ xào tỏi. Ăn nhiều rau sẽ giúp mình giảm cân. Chị của Yến đang làm nước chấm mọi người, chị đang giả vờ, chị ấy giả bằng cái chai nước suối mọi người ạ. Chị ghê chưa, giả là chai tiêu là quá tầm thường, giả bằng chai nước suối đó là mới là nghệ thuật, nói thấy chưa, phổ biến của Yến. Có anh nào mà chưa có người yêu mà cần người yêu đảm đang thì dễ thương không, Yến giới thiệu cho. Ôi, bay cái mùi trong bông lên mọi người. Thơm quá, mùi xả nữa. Mùi mùi xả lắm. Nghệ thuật giả điêu luyện. Có kinh nghiệm giả. Ngước mặt lên trời, mất cỡ vậy, mất cỡ luôn, tụt tụt mặt xuống luôn á trời. Ngước mặt nhìn cái nè, cho mọi người cái nè. À, nhìn cái món nè. Nhìn chiếc món nè. Trời ơi, giả không? Giả bằng cái nước suối đó mọi người. Giả làm gì mới chết luôn vậy thiệt. Giả ra thử nha. Wow, thơm xạo quá. Thơm cái mùi của mật ong á mọi người. Thơm thơm. Chắc cũng sắp chín rồi đó. Nó nứt nứt thịt ra nè. Cái này mình lắp cho mình chín nó sẽ nứt nứt ra mọi người. Đó, nó nứt nứt ra rồi. Rồi, chín rồi mọi người ơi. Thơm quá. Đây dạ. Ngon mọi người, nhìn thấy ngon đúng nó lột con cá ra là mọi người nè, nhìn thịt nó rất là ngon nha. Bây giờ thì Yến sẽ nặn chanh vô. Nặn chanh vô nhiều nhiều chanh mới ngon. Rồi giờ thì chị nó chấm thì ngon quá ha. Em sẽ chấm thử một miếng nha. Mọi người, mà nó hơi cay nha. Để 4 chả ớt luôn đây. Cay quá. Nhưng mà ngon. Cá này nó thơm mùi mật ong á, mùi trong bao á mọi người. Cái này mùi xả rất là ngon nha. Thơm, ăn giống như thịt gà vậy mọi người. Rất là ngon. Thịt nó dẻ, nó dai. Nó ngọt nữa, ngọt ngọt. Ăn chấm với lại cái này rất là ngon.
ngon luôn. Bây giờ thì Yến sẽ mời chị phụ bếp với lại một người bạn nữa vô ăn. Thì xem mọi người sẽ nói như thế nào nha. Còn cá chiên với lại rau này, trời ơi. Trời gió. Cá chiên với lại rau này thì mọi người chắc cũng biết là cũng dân giả mà, ai cũng biết rồi, không cần phải review đâu. Yến sẽ review cái con cá này thôi. Mà rất là ngon. Chị ơi lẹ đi, không ăn hết à. Đi xong qua đi. Nó ăn đi chị. Ừ, ok. Ừ, đây là cá nè. Giòn thơm luôn, ngon nữa. Dai ngọt. Mớ cay anh chị. Mớ thôi chị Yến làm á, chị phụ bếp làm. Chị anh. Nó là ngon, nhìn hấp dẫn hơn người nè. Nhìn ngon, hấp dẫn ghê. Chào mọi người nha. Hôm nay là lần đầu tiên mình ăn cái món này. Đây là cái món cá lô kiến hấp chôn bâu. Nghe có vẻ lạ lẫm vậy đó, nhưng mà ăn rất là ngon nha. Trời, như nó xạo sao á. Không, ngon thiệt. Rất là ngon. Chôn bâu đâu? Bâu chôn bâu rồi, đây. Đây, chôn bâu nha mọi người. Sao hôm nay nói thiệt mà giờ Yến sẽ tặng cho bạn hai cái trứng. Trứng đây cá đây. Đây. Trứng cá này mọi người, đây là trứng cá đầu kiến nha. Okay, cái này ngon lắm mọi người. Bỏ lẹ đi, đừng thế. Em thử cái trứng cá coi như thế nào. Sao, cái mùi vị nó như thế nào? Ngon mọi người ơi. Giả tạo ghê mọi người, thấy giả tạo ghê. Trứng cá ngon. Còn món nào khác ngoài trứng cá không? Có đầu cá. Đầu cá nè, món ngon nhất luôn của con cá. Câu với ăn được cái đầu nữa ngon nhất luôn á trời. Giỡn mà trời, ăn thử ơi. Nhìn ghê. Ăn còn cái xương được cái đầu của mọi người. Bây giờ thì mình còn một con. Mọi người ơi, chắc là Yên kết thúc video tại đây quá. Trời cũng tối rồi, trời mưa đó, nó chuyển mưa rất là tối. Giờ Yên sẽ chào mọi người nha. Chào mọi người. Nhớ like video, sao ủng hộ Yên nghe đăng ký kênh nữa. Bye.